Xin chào bạn, hôm nay mình cũng sẽ lại quay trở lại với các bạn. Đó là một cái cây nanh heo rừng, hàng bọc bạc, mẫu đầu rồng ngậm ngọc rất là đẹp. Thì các bạn nhìn qua các bạn thấy cây nanh này của mình cũng tương đối là cong đấy. Đây, các bạn thấy không nhỉ? Rất là dài, rất là cong. Cái này của mình dài phết đó. Cái này của mình nếu mà đo chiều dài không thì nó cũng rơi vào khoảng tầm mười mấy phân, 11 phân. Đấy, nanh không cũng rất là đẹp rồi. Đó, đây còn chưa kể bạc các bạn nhé. Đó, đây các bạn thấy không nhỉ? Mẫu làm rất là kỳ công này, từ khuyên cho đến là mẫu bọc rồng luôn. Đây, thì cái viên đá này mình có thể thay được màu theo tùy từng mệnh, tùy từng tuổi của từng khách hàng nhé. Ví dụ các bạn nào mệnh mộc, các bạn có thể đeo màu xanh, hoặc là mệnh thổ, hoặc là mệnh hỏa thì các bạn có thể đeo màu đỏ này cũng được, cũng rất là hợp, rất là đẹp. Đây, thì cái cây nanh đây, mình sẽ quay lại gần hơn. Đó, rất là đẹp luôn, cái đường vân nành này. Đó, rất đẹp, rất là cong. Đó, ví dụ các bạn nào mà thích mẫu này thì các bạn ký inbox cho mình nhé. Đấy, bên mình có nhận gia công theo rất là nhiều mẫu mà khách hàng mong muốn. Đó, các bạn quan tâm đến mẫu như nào thì các bạn ký inbox, mình sẽ chụp hình mình gửi qua cho các bạn để các bạn dễ dàng hình dung hơn. Cảm ơn các bạn cũng đã xem hết video clip của mình. Xin chào các bạn.